Xin chào các bạn và chào mừng đến với kênh Holic Audio. Trong video này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi bộ truyện Quỷ Đoàn Mệnh Nhà Họ Tạ, Sống Lâu Trăm Tuổi của tác giả Di Nhiên. Chương 121, mượn cớ. Có lời hứa của Tả Tam gia, Yến Tam hợp mới an tâm ngủ gật trên ghế trúc. Bên cạnh, Tả Chi Phi và Bùi Tiếu Ngươi một lời ta một câu, thương lượng chuyện hỏi xin chi phủ Nam Ninh Văn thư. Chuyện không khó, khó là tìm một lý do thích hợp Ừm, cứ nói là ta sẽ đi xem đền thờ của họ đi. Bùi Đại Nhân, Chùa Miếu Đại Tề, đều là xây dựng theo chúng ta đó. Vậy, ta đi xem bọn họ đọc kinh gì. Kinh cũng là từ chỗ chúng ta chuyển qua. Hay, ta đến chỉ điểm cho bọn họ công tác Chùa Miếu. Bùi Đại Nhân, nếu cần ngươi đi chỉ điểm Hoàng Thượng sẽ tự mình hạ chiếu thư. Cái này không được, cái kia cũng không được. Bùi Đại Nhân nổi giận, muốn ấn tạ ngũ thập xuống đất đánh ghê. Đến đây... Ngươi nói một cái đi. Tạ Chi Phi sờ sờ chán mình. Thăm người thân thăm bạn bè đi. Cái gì? Ngươi nói trước khi lão phu nhân lâm Trung thường nhắc tới một người tên là Châu Tỷ, người đó là tỷ muội nàng chơi đùa từ nhỏ, sau gà đi đại tề. Mới chết một chân tỷ, ngươi lại bịa ra Châu Tỷ. Ngươi mượn cơ hội làm việc, muốn làm chút chuyện riêng, đến đại tề tìm Châu Tỷ kia, nếu còn sống thì báo tang cho nàng. Tạ Chi Phi. Nếu người không còn thì ngươi đi đắp mộ cho bà ấy, hoàn thành tâm nguyện của bà. Chật, nói chứ, chủ ý này không tồi. Nhiều người đi cùng như thế thì phải có thân phận mới được, đám hòa thượng kia ta có thể giải quyết, chi phủ phủ Nam Ninh không chừng ngày nào đó sẽ vào kinh báo cáo công tác. Bùi đại nhân lắc đầu. Tạ Tam gia ngươi lúc này còn đang không biết sống chết ở kinh thành kìa. Cũng đơn giản. Tạ Chi Phi nhìn Yến Tam hợp. Nàng là biểu muội của ngươi, phải lập gia đình ngay, trước khi lập gia đình mang nàng ra ngoài dạo một vòng, về sau chỉ có thể ở trong nội trạch thôi. Lý bất ngôn vẫn là tỷ nữ của nàng. Lý do này, Miễn Cưỡng có thể nói được. Ta và Chu Thanh cũng dễ. thì về của Bùi Đại Nhân ngươi. Tiểu Tả Tử. Bùi Tiếu chỉ vào chung trà. Rót cho Bùi Đại Nhân chén nước. Tiểu Tả Tử túm cổ áo Bùi Đại Nhân lên, trực tiếp ném ra ngoài. Vào đêm, ba người Lý bất ngôn mới từ bờ bên kia trở về, nhìn thấy Yến Tam hợp thì khẽ gật đầu. Yến Tam hợp ngầm hiểu trở về. Mọi người xoay người lên ngựa, chạy suốt đêm tới huyện Đông Hưng, giờ tí ba khắc mới chạy tới trong huyện. Bùi tiêu nói với Hồ Dũng. Mau về nhà tắm rửa đi ngủ, có chuyện gì nói sau. Hồ Dũng vội vàng gật đầu. Một lão bà lão không liên quan gì chết mà bọn họ đã vung hết trăm lượng, ta là cháu ruột của lão phu nhân, bà có thể ít đi sao. Hơn nữa, chỗ bọn họ ở ta cũng biết, chạy trời cho khỏi nắng sáu người vào chùa, ai nấy đều đã đói bụng. Chí thông hòa thượng để lại đồ ăn trên bàn, tuy rằng đã lạnh rồi nhưng ai còn để ý gì nữa, vừa cầm lấy bát đũa đã ăn. Yến Tam hợp lại là người cuối cùng ăn xong. Bỏ bát đũa qua một bên, Chu Thanh pha trà, rót cho Tam gia một chén nước nóng, không thêm chút bọt trà nào. Tam gia cảm thấy rất hài lòng, đã trễ thế này uống trà thì sao ngủ được. Lý bất ngôn chờ Chu Thanh ngồi xuống thì mở miệng nói. Tiểu thư, bờ bên kia sông Bắc Thương là một thôn, trên thôn có một con phố cổ, thì ra người ở phố cổ đều họ Ngô, con phố đó cũng là của Ngô gia, tổ tiên đã nhiều năm rồi. Hóa ra là vậy. Yến Tam hợp, vậy bây giờ thì sao? Sau khi Ngô Quan Nguyệt lưu vong, người họ Ngô trên con phố kia đều đã bị giết. Hiện tại cả con phố cổ trống không, không ai dám đi hay ở gì hết, nói là ban đêm thường xuyên bị ma ám, có thể nghe được tiếng khóc. Lý bất ngôn thế thôi sao yến tam hợp nghiêng đầu chu thanh ngươi thì sao phụ thân ngô quan nguyệt người ta gọi là ngô phò mã sinh ra và lớn lên ở phố cổ sau khi đến vương thành thì cưới trưởng công chúa chu thanh dừng một chút sau đó không biết vì sao ngô phò mã mang theo nhi tử trở về phố cổ ở vài năm ngô quan nguyệt được công chúa đón về hoàng thành phò mã một mình ở phố cổ đến chết mới thôi yến tam hợp còn nữa không chu thanh còn nữa Ngô phò má cũng bị người ta giết chết. Tìm yến tam hợp này lên. Bị ai giết? Chu Thanh lắc đầu. Thời gian quá lâu rồi, bọn họ cũng là nghe thế hệ trước nói đến, cụ thể ai thì không biết. Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Hoàng Kỳ. Hoàng Kỳ liếm liếm môi, vuốt tóc, sau đó chậm rãi nói. Ta thì nghe được một tin tức, người ngô ra không ăn thịt chó. Mẫu thân nó, đây là tin tức gì thế hả? Bùi tiếu hận không thể ném chung trà trong tay qua. Đồ ngu, chẳng biết tranh thủ cho ra nhà ngươi chút mặt mũi nào. Hoàng kỳ xấu hổ, trong lòng cũng không quá phục, sao thế, chuyện này không phải cũng có liên quan đến người ngô ra sao. Yến Tam Hợp đứng dậy đi tới bên cửa sổ, nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ, bóng lưng rất thon thả rất đẹp mắt. Hầu kết tạ chi phi chuyển động, ánh mắt dãy ruộng một chút rồi mới rời đi. Yến Tam Hợp, người nghĩ tới cái gì rồi sao? công chúa và phò mã tình cảm không tốt ngô quan nguyệt có thể thân với phò mã hơn còn nữa không cái chết của ngô phò mã có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của ngô quan nguyệt còn nữa không yến tam hợp xoay người bình tĩnh nói giữa ngô quan nguyệt và lão phu nhân có rất nhiều thứ chân tỷ không biết lông mày tạ chi phi nhảy dựng lên vì sao lại nói như vậy nỗi lòng của chân tỷ đối với ngô quan nguyệt là đơn phương một nữ tử khi lâm vào tình cảm thứ bà nhìn thấy đa số là do bà tưởng tượng ra, rất phiến diện. Yến Tam Hợp bình tĩnh nói. Ngô Quan Nguyệt ở trong sử sách là loạn thần tặc tử, trong dân chúng lại là nhân vật kiêu hùng. Nhân vật như vậy. Tạ Chi Phi nói tiếp. Một chút tư tình của nữ tử đối với hắn mà nói thì tính là gì? Rốt cuộc chỉ có nam nhân hiểu nam nhân, Yến Tam Hợp khẽ gật đầu một cái. Bùi tiếu sờ sờ ót. Yến Tam Hợp, ý của ngươi là bà ngoại ta là tình đơn phương sao? Ý của tiểu thư là bà ngoại ngươi có tình cảm sâu hơn." Lý Bất Ngôn mỉm cười, "Bùi đại nhân à, ta thật tò mò ngươi vì sao được làm quan đấy." "Chuyện này có liên quan gì đến việc ta làm quan thế nào?" Bùi Tiếu khinh thường bĩu môi, "Tiểu gia ta không thích chuyện tư tình này nhất, tư tình này kia có mệt không chứ?" Lý Bất Ngôn cười càng sâu, "Vâng, Bùi đại nhân thích đến câu lan nghe nhạc hơn." Bùi Tiếu vội đưa mắt nhìn Tạ Ngũ Thập, "Sao cô ta biết?" lông mày tạ ngũ rũ xuống, ổn định, nàng đang thăm dò người đó. Yến Tam hợp liếc lý bất ngôn một cái. Ngày mai ăn xong điểm tâm thì xuất phát trở về phủ Nam Ninh, phải leo bảy ngọn núi lận đó, chân bùi đại nhân không được ngã ra đâu đấy, chuyện sau này còn phải dựa vào ngươi nữa. Yên tâm đi, ra đây đáng tin cậy lắm. Bùi đại nhân vô cùng trịnh trọng gật đầu. Ai nấy đều tự trở về phòng rửa mặt. Yến Tam Hợp tuy rằng thân thể đã mệt mỏi không chịu nổi, nhưng trong đầu tất cả đều là quá khứ của Ngô Quan Nguyệt. Chắc chắn phải để ý một chút. Nàng lặng lẽ vén rèm lên, một chân vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa thì đã ngây ngẩn cả người. Trước cửa phòng đối diện, tả tam gia cũng vừa bước một chân ra. mươi 122, trang điểm. Tam gia thầm nghĩ, sao trùng hợp vậy? Lại xoay người trở về phòng, nhưng cảm thấy có hơi gượng gạo nên tam gia dứt khoát hào phóng nâng cầm với phía đối diện đi một chút. Yến Tam Hợp thầm nói, ta chỉ muốn đi một mình. Nhưng lúc này lại từ chối, thì có vẻ hơi chột dạ, Yến Tam Hợp cũng đơn giản hào phóng gật đầu một cái, được. Chùa miếu đêm khuya yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu. Tạ Chi Phi đang có suy nghĩ riêng, không muốn nói chuyện. Yến Tam Hợp trong đầu cũng đủ các loại tin tức, càng không muốn nói chuyện. Trước khi đi ngủ, Lý Bất Ngôn giặt sạch quần áo của nàng phơi lên, vì thế nàng mặc một bộ tăng y kiểu nam nhìn lùng lẳng ở trên người. Đây vốn là cách ăn mặc không thể không khó coi hơn, nhưng vì đầu tóc đen của nàng nên nhìn còn có cảm giác rất kinh diễm. Tả Chi Phi cho dù có tâm sự, nhưng vừa liếc mắt đào quả cũng thấy hơi thấp thỏm không yên. Nhưng Tam Gia là ai chứ? Tam Gia hắn dành nhất là chuyện trong lòng dù gió nổi mây phun, thì trên mặt vẫn ung dung bình tĩnh. Đây hẳn là tâm ma khó nhất mà ngươi từng giải nhỉ. Yến Tam hợp lắc đầu còn có cái khó hơn sao? Yến Tam Hợp gật gật đầu. Được rồi, là hắn nông cạn. Tạ Chi Phi im lặng đi cùng cô một đoạn, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngày mai còn phải dậy sớm, về đi. Yến Tam Hợp giống như một con rối gỗ, nghe lời xoay người. Tạ Chi Phi cúi đầu nhìn nàng, mới phát hiện ánh mắt người này là hư vô, không có tiêu cự. Tam gia ta cứ như vậy không có cảm giác tồn tại sao? Tạ Chi Phi tức cười. Nếu ở trong kinh, bao nhiêu đại cô nương tiểu tức phụ đi ở bên cạnh hắn, tim trà đập thình thịch. Đi tới cửa viện, Yến Tam hợp quay người lại. Ngươi về trước, ta đi tiếp. Nói thì nói, nhưng dưới chân lại không nhúc nhích. Tả chi phi thấy cô chơi giật mình, biết trong đầu cô đang suy nghĩ thì gật đầu, xoay người rời đi. Bỗng nhiên, cánh tay bị giữ chặt. Hắn dừng chân, quay mặt đi. Sao vậy? Ánh mắt Yến Tam hợp hơi trầm xuống. Nếu ngươi là ngô quan nguyệt, nếu ngươi bị lưu vong, ngươi sẽ trốn ở đâu? Tả chi phi, yến tam hợp. Nếu như ngô quan nguyện đã chết, mà ngươi là con của hắn, và đang lưu vong, thì chuyện gì có thể khiến ngươi liều lĩnh xuất hiện? Tả chi phi, yến tam hợp. Chúng ta có thể nghĩ ra chiêu dụ rắn ra khỏi hang không? Tim tả chi phi chợt đập thình thịch. Ngày hôm sau, cháu trai lớn hồ dũng ngủ một giấc thẳng đến hừng đông, chỉ cảm thấy chân mỏi, mông cũng đau, cả người không khỏe không chịu được cũng phải đứng lên mấy chuyện đòi tiền này miệng phải ngọt da mặt phải dày chân phải chịu khó phải để cho quý nhân lúc nào cũng nhìn thấy ngươi hồ dũng được bà nương hầu hạ rửa mặt dùng điểm tâm trong ánh mắt tha thiết chờ đợi của người hồ ra nghênh ngang lên xe ngựa đến miếu quan đế hắn chờ ở dưới bóng cây giống như ngày hôm qua chờ nửa ngày vẫn không thấy bóng người quý nhân hôm qua mệt mỏi e là phải ngủ thêm một hai canh giờ Đợi đến giữa trưa, vẫn không thấy bóng người, Hồ Dũng cảm thấy không đúng, vội vàng tìm Hòa thượng trông cửa trong miếu hỏi thăm. Tiểu Hòa thượng trông cửa vừa nghe hắn tên là Hồ Dũng, vội vàng lấy một cái túi trong lòng ra. Cầm đi, bọn họ bảo ta chuyển cho ngươi. Hồ Dũng mừng rỡ đến không khép miệng lại được. Tuy rằng tay này này xẹp lép, nhưng bên trong chắc chắn là ngân phiếu, hắn cẩn thận quan sát rồi, Bùi đại nhân rất thích dùng ngân phiếu. Dầu không thể để lộ ra cháu trai lớn nhìn trái ngó phải, dắt ngựa đến chỗ không có người buộc lại, lúc này mới lấy túi kia ra. Một lớp phải mở ra, bên trong còn có một lớp. Chợt, đúng là quý nhân hay cẩn thận. Mở thêm một tầng nữa, bên trong còn có một tầng nữa. Chợt, cẩn thận thật đấy. Lại mở ra một tầng, bên trong lại có một tầng. Hồ Dũng căng thẳng không dám thở mạnh. Tầng này lại tầng khác, 89 phần 10 là khoản tiền lớn. Dầu rồi, rồi, cuối cùng tới một tầng cuối cùng. Ôi, sao chỉ có một tờ giấy mỏng thế này, ngân phiếu đâu? Trên giấy viết gì vậy? Hồ Dũng không biết chữ, vội vàng cưỡi ngựa trở về miếu quan đế. Tiểu sư phụ, làm phiền giúp ta xem trên này viết cái gì? Có phải là nơi giấu ngân phiếu không? Tiểu sư phụ nhận lấy, chắp tay trước ngực. Tự lực cánh sinh, cố gắng phấn đấu cái gì mà tự lực cánh sinh, cố gắng phấn đấu. Tiểu sư phụ chỉ vào tờ giấy, nói. Xem rõ rồi, trên này tổng cộng viết 8 chữ, tự lực cánh sinh, cố gắng phấn đấu. Giống như có 9981 tia sấm chớp lôi đồng loạt bổ xuống. Hồ Dũng chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, ngã dầm xuống. Đường về, 5 ngày đường núi, chỉ dùng 4 ngày rưỡi. Đến quan âm thiền tự, bùi đại nhân đội một đống tóc rối như tổ chim, Thần sắc lại cực kỳ nghiêm túc. "Chí Thông, dựa vào thân hình sáu người chúng ta, mỗi người tìm hai bộ quần áo mới, hai đôi giày mới, sáng sớm ngày mai ta muốn thấy." "Chí Năng, Bùi đại nhân, xiêm y, y của hai vị cô nương thì mua thế nào?" "Bùi đại nhân chỉ vào yến tam hợp, vinh váo tự đắc nói. "Một thiên kim đại tiểu thư Bùi gia ta, một nha hoàn hầu hạ đại tiểu thư. Tắm rửa, ăn cơm, ngủ." Tỉnh lại, đã là sáng hôm sau. Lý bất ngôn rửa mặt đẩy cửa ra, một tiểu hòa thượng gầy gò cầm xiêm y và hộp trang sức chờ ở ngoài cửa. Chí thông sư huynh bảo ta đưa tới cho các người, đa tả. Lý bất ngôn xoay người đặt lên bàn, mở hộp trang sức lấy đồ từ bên trong ra, tặc lưỡi nói. Tam hợp, thay quần áo. Vẻ mặt yến tam hợp âm trầm, không nhúc nhích. Lý bất ngôn đi tới, chạm vai vào nàng. Hôm qua lúc bùi đại nhân sắp xếp mọi chuyện, người cũng không lên tiếng đó là bởi vì ta không nghĩ tới còn cần mang trang sức. Yến Tam hợp u oán nhìn chằm chằm trang sức kia, muốn bẻ nó ghê. Phía đối diện, tả tam gia nhìn mình trước gương đồng, dầu mép lôi thôi, tóc hơi rối, ánh mắt tiều tủy. Không sai, rất có vài phần dáng vẻ của thị vệ. Minh Đình, xuất phát. Hai người ở trong viện kia cũng mở cửa ra. Lý bất ngôn đi ra trước, nhà đầu này thay một bộ quần áo xinh đẹp, cả người tươi tắn như mùa xuân đều nói vật cần dát vàng, người cần y phục, nhà đầu này chỉ hơi trang điểm thôi cũng đã rất xuất chúng rồi. Lúc này, trong cửa lại thêm một người bước ra nữa. Người nọ mặc một thân xiêm y màu đỏ hạnh, mặt mày như núi, ánh mắt tựa sao. Châm cài trên mái tóc đen nhánh như mây lay động qua lại, tỏa ra ánh vàng rực rỡ, mà khuôn mặt và môi xưa nay tái nhợt cũng bởi vì ánh vàng kia mà có vài phần huyết sắc. Hồng y, ánh vàng, huyết sắc rầm rầm đập vào mắt mọi người. Tim Tạ Chi Phi như bị cái gì bóp chặt, chợt nhảy dựng lên. Hắn dùng sức hít sâu một hơi, làm bộ đẩy Bùi Tiếu ở bên cạnh. "Phía, phía dưới làm việc như thế nào rồi, ngươi nói một câu đi." "Nói gì cơ?" Bùi Tiếu nuốt một ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, hai má nóng lên và chân mềm ra. Sống nhiều năm như vậy, Bùi đại nhân ra vào các lầu áp đều bình thản ung dung thế mà trên gương mặt lần này lại phá lệ lộ ra một chút xấu hổ. Chết rồi! Bà đồng này sao vừa trang điểm lên, sao lại đẹp như thế? Ta, 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 còn ngây ra đó làm gì, nói mau. Khẩu khí của Yến Tam Hợp chưa bao giờ mất kiên nhẫn như lúc này. mươi 123, Châu Giã. Bùi Tiếu dùng sức véo mình một cái. Lát, lát nữa đến phủ nha, không nên dùng thái độ này nói chuyện với Vi Huynh phải ngoan ngoãn, phải cung kính, phải ôn hòa. Yến Tam hợp khẽ cắn môi. Đừng nhíu răng, ánh mắt cũng phải ôn hòa một chút, thiên kim đại tiểu thư ánh mắt phải mềm mại như nước. Yến Tam hợp, không để ý nhiều như thế. Tả chi phi vội vàng lên tiếng trước khi Yến Tam hợp nổi giận, cười nói. Bình tĩnh, nhìn không chớp mắt, rồi im lặng là được. Cái này ta có thể. Yến Tam hợp khịt mũi khinh thường một tiếng, phất phất tay áo nghênh ngang rời đi cô có thói quen đi nhanh, cũng không nhớ dưới chân có làn váy, nên lảo đảo một cái. Tạ chi phi. Tam hợp, cẩn thận. Lý bất ngôn. Tiểu thư, cẩn thận. Bùi tiếu. Bà đồng, cẩn thận. Trong ba tiếng. Cẩn thận. Bà đồng yến tam hợp ngã nhào xuống, lăn đi xa mấy trượng. Một sự yên tĩnh chết chóc, lưu manh tả tam ra nhích khóe miệng lên. Tam hợp. Ừm, kêu thuận miệng quá. Phủ Nam Ninh. Phủ nha. nhà dịch cầm quan ấn xem rồi vội cung kính nói: "Bùi đại nhân chờ một chút, ta đi bẩm báo với chi phủ đại nhân." Bùi Tiếu thuận miệng hỏi: "Đại nhân các ngươi hôm nay không đi lên núi xuống ruộng hả?" Nhà dịch sừng sốt, thầm nghĩ sao hắn biết đại nhân nhà chúng ta có thói quen này. "Đại nhân hôm nay không ra ngoài." Bùi Tiếu nhìn Tả Chi phi, vận may của chúng ta cũng không tệ lắm. Tả Chi phi nhìn Yến Tam Hợp nghiêm mặt một bên, rất giống ai nợ nàng 5 vạn lượng bạc, cái này gọi là ai làm việc này, không liên quan đến nhau. Nhà dịch trở về rất nhanh. Bùi đại nhân, chi phủ đại nhân cho mời. Phía trước dẫn đường, vâng. Đoàn người đi vào trong phủ nha, xuyên qua hai tầng cửa thì thấy có một người trung niên, đang chắp tay sau lưng đứng ở dưới mái hiên. Người nọ chừng 40 tuổi, tướng mạo bình thường, làn da ngăm đen, giữa lông mày nhíu lại rất sâu, nhìn như đang rất tang thương nếu không phải là bộ quan phục khoác trên người, thì căn bản nhìn không ra người này dĩ nhiên là chi phủ nam ninh phủ, chu giã. Chi phủ là chính ngũ phẩm, hữu thiện thế là chính lục phẩm, chức quan lớn nhỏ quyết định ở việc ai sẽ chào hỏi trước. Bùi tiếu tiến lên ôm quyền, nhiệt tình rào rạt. chu đại nhân, ngưỡng mộ đã lâu, quấy dày, quấy dày rồi. chu giã khẽ gật đầu. Bùi đại nhân đại giá quang lâm, không đón từ xa, mời chào hỏi xong thì đi vào nội đường, nội đường sắp xếp rất đơn giản. Mọi người ngồi xuống, nha dịch dâng trà. Trà cũng không phải là trà ngon gì, còn có vài miếng cuốn trà nổi ở phía trên. Yến Tam Hợp vừa định uống thì nghe phía sau truyền đến một tiếng ho khan của tả chi phi. Thiên kim đại tiểu thư ăn ngon, uống ngon, dùng đồ tốt, loại lá trà này phải coi thường vào. Yến Tam Hợp vốn đang ôm một bụng lửa, lúc này bị Tam ra nhắc nhở, bưng chung trà lên không biết có nên uống hay không. Tức quá! Đúng lúc này, ánh mắt chu giã đảo qua sáu người, cuối cùng rơi vào người Yến Tam Hợp. Vị này là muội muội nhỏ nhất nhà ta, trung thu năm sau sẽ lập gia đình, lần này ra ngoài. Bùi tiếu nặng nề thở dài. Không giấu chu đại nhân, hôn sự kia đến cả ta cũng thấy không xứng. Bộp, Yến Tam Hợp nặng nề đặt chén trà lên bàn, mặt xị xuống cuối cùng cũng tìm được cơ hội phát tiết rồi chu đại nhân ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem bùi tiếu âu sầu chịu nó quá nên thế đấy cứ nhất định theo ta đi ra ngoài chẳng ai khuyên được cả thật sự là bó tay mà chu dã không có hứng thú với chuyện bên trong đại trạch thu hồi ánh mắt nghiêm mặt nói bùi đại nhân đi làm việc xa như thế là vì khụ bùi tiếu thản nhiên chuyến này vốn là tới xem xét chùa miếu hai bên núi thuận đường làm chút việc riêng nếu là việc riêng, lại tìm tới cửa. Chu giã sảng khoái nói. Cần bản quan giúp đỡ làm gì sao? Đơn giản thôi. Bùi tiếu thân thể cây lại gần, cười híp mắt nói. Xin Chu đại nhân cho ta một bức thư thông hành đến đại tề, nếu thuận tiện thì viết tay, ta muốn đi đến chính sư ti của đại tề bái phỏng một chút. Chu giã nhíu mày. Bùi đại nhân muốn đi đại tề sao? Bùi tiếu cười giả lạ. Đúng vậy, đã đến đây rồi nên muốn đi qua xem một chút. Bùi đại nhân, không phải bản quan không dàn xếp, mặc dù Hoàng thượng thiết lập bố chính sứ ti ở Đại Tề, nhưng Đại Tề dù sao cũng là nước khác. Chu giã quả quyết từ chối. Bùi đại nhân không đi thì tốt hơn. Bùi đại nhân nhíu mày, cắn cắn môi, biểu cảm cực kỳ khó xử. Chu đại nhân, chuyện này nói ra rất dài dòng, người hãy nghe ta nói từng cái một. Bà ngoại ta năm trước qua đời, trước khi lâm chung mấy tháng luôn nhắc tới một ít chuyện xưa. Dựa theo lý do đã thương lượng trước đó, Bùi đại nhân nói còn trầm bổng du dương hơn người kể chuyện trong quán trà. Hình tượng hiền từ hiếu tôn, cực kỳ sinh động. Chu Chi phủ nghe xong thì có hơi rung động, nhưng vẫn không đáp lại. Bùi đại nhân có điều không biết, dân phong đại Tề dũng mãnh, dân chúng cực kỳ không hữu hảo với người Hoa chúng ta. Đây là vì sao? Chuyện này nói cũng dài dòng, thật không phải một câu hai câu có thể nói rõ được. Chu Chi phủ ngẩng đầu nhìn ba thị vệ phía sau Bùi Tiếu. Bùi đại nhân chỉ có ba thị vệ bên người, lại còn có hai vị nữ quyến đồng hành, như vậy đi, ta phái tám thị vệ đi theo, ý của đại nhân thế nào? Cái này, bùi tiếu do dự nhìn yến tam hợp một cái. Thị vệ đi theo đúng là an toàn, nhưng lại không có tự do. Nếu không cho theo, chỉ e chu chi phủ. Cần nhắc lợi hại xong, hắn cười nói. Vậy thì hà quan xin đa tạ. Bùi đại nhân không cần khách sáo. Chu chi phủ khoát tay các ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây, ưu tiên hàng đầu là an toàn, lỡ như xảy ra chuyện gì, ta là quan phụ mẫu phủ Nam Ninh, chỉ sợ cũng không gánh được. Vâng, 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 bùi cô nương hoa dung nguyện mạo, đến đại tề thì phải đội mũ che mặt, tránh rước lấy phiền toái không cần thiết. Yến Tam hợp sừng sốt một lát, mới kịp phản ứng bùi cô nương là mình, vội vàng trả lời hai chữ. Đa tạ. Chu giã đứng dậy. Bùi đại nhân uống trà trước đi, ta đi một lát rồi quay lại không vội không vội chu dã vừa đi trong nhà chính chợt an tĩnh lại tạ chi phi sợ tình cảnh quá hờ hững sẽ bị người nhìn ra dị thường bèn nói với lý bất ngôn dẫn tiểu thư đi dạo trong sân ngắm cảnh đi yến tam hợp vẫn im lặng như cũ bên ngoài quá nóng ta ngồi ở đây lý bất ngôn nhún vai với tạ chi phi tỏ vẻ nàng nghe lời tiểu thư tạ chi phi cúi đầu cười nhà đầu này từ sau khi ngã một cái lúc sáng thì ngượng đến bây giờ chẳng cần diễn thiên kim đại tiểu thư gì cả cũng giống như đại tiểu thư rồi hắn nào biết thiên kim đại tiểu thư không ngượng vì cái cái ngã kia mà cái châm trên đầu này cứ bước đi là lắc lư rất khó chịu thừa dịp lúc này không có người ngoài yến tam hợp lại muốn đưa tay lên đỡ vừa nghiêng đầu thì vừa khéo nhìn thấy người nào đó cúi đầu cười khẽ họ tả còn dám cười yến tam hợp hừ một tiếng Tiểu tạ tử. Tạ Chi Phi vội hỏi. Tiểu thư có gì dặn dò? mươi 124, tiểu thư. Yến tam hợp. Cái gì kêu trên cái cây bên ngoài thế? Tạ Chi Phi. Là tiếng ve. Yến tam hợp. Ổn quá, ngươi bắt nó đi. Tạ Chi Phi. Yến tam hợp, ngươi làm cho tiểu tạ tử rất khó xử đó. Tạ Chi Phi cẩn thận. Đây không phải bùi phủ chúng ta, tiểu thư chịu khó một chút đi. Không bắt sao. Yến Tam Hợp ngẩng đầu. Chỗ quỷ quái này nóng muốn chết, ngươi quạt cho ta. Quạt, ta đường đường là Tam gia. Tả Chi Phi theo bản năng nhìn Lý Bất Ngôn, đây là chuyện của ngươi. Lý Bất Ngôn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bây giờ là chuyện của ngươi. Bùi tiếu cúi đầu ho khan một tiếng, hỏa vô đơn chí. Tiểu tà tử, tiểu thư nói gì thì làm cái đó đi, mau lên. Chu Thành đồng tình nhìn ra nhà mình, ra, ta cũng lực bất tòng tâm. Được rồi. Ra biết rồi. Ra sai rồi. Cười ai cũng không thể cười vì tiểu thư tam hợp. Bùi ra. Xấu tính kia. Tam gia nhếch môi, đi tới bên cạnh yến tam hợp, vén vạt áo trước lên quạt. Tiểu thư, lúc này không có quạt, người chịu khó một chút ạ. À? Tiểu thư, tiểu tà tử có cần dùng thêm sức không? Tiểu thư, có mát lên chút nào không? Yến tam hợp. Tiểu thư muốn bịt miệng hắn lại quá. Có tiếng bước chân tới gần, Tạ Chi Phi vội vàng lui về phía sau một bước, đứng thẳng tắp. Chu Giã quay lại. Đây là giấy thông hành, đây là thư tay, Bùi Đại Nhân cất kỹ nhé. Bùi Tiếu đứng dậy nhận lấy, giao cho Tạ Chi Phi phía sau. Chu Đại Nhân, thật sự rất cảm tạ, tiện tay mà thôi. Chu Giã gật đầu. Đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Chu Đại Nhân, xin dừng bước. Bùi Tiếu khách sáo xong, xoay người đi ra ngoài. Yến Tam hợp trừng mắt nhìn Tạ Chi Phi, sách váy bước từng bước nhỏ đi theo như vậy tả chi phi không nhớ đời khóe miệng định cong lên thì đã thấy chu chi phủ nhìn hắn mặt vội cúi xuống ôm quyền với chu đại nhân cây cầu bắc trên sông bắc thương gọi là cầu bắc thương qua cầu là nước đại tề sau khi xuống cầu chu thanh đi trước dẫn đường thị vệ giữ cầu nước đại tề kiểm kê nhân số qua cầu sau khi kiểm kê không sai thì khắc con dấu lên giấy thông thành lúc này mới mở cửa khẩu để xe ngựa đi qua yến tam hợp trở lại trên xe vén mũ lên sau đó vén rèm xe lên nhìn ra ngoài tuy rằng chỉ cách một cây cầu nhưng biến hóa lại rất lớn rừng cây dày đặc hơn một chút quan đạo cũng dần dần hẹp lại đi hết thời gian một chén trà thì đã phân không rõ đường này rốt cuộc là quan đạo hay là đường núi rất sóc này xung quanh không có ai đi lại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy mấy ngôi mộ hoang trên núi, mấy con quả đen trên đỉnh đầu kêu qua kêu lại rất vui vẻ. Sao lại hoang vu như vậy? Yến Tam hợp nhíu mày. Tiểu thư có điều không biết, chúng ta thấy thôn hồ ra đã nghèo rách mùng tơi lắm rồi, nhưng khu phố cổ cách một con sông này còn nghèo hơn nữa. Lý bất ngôn thở dài. Đừng nói bỏ tiền hỏi thăm tin tức, cho dù là cho cái bánh bao thì bọn họ cũng đã tranh nhau nói rồi. Yến Tam Hợp cảm thấy mình đã quên mất một chuyện. Vua của nước đại tề bây giờ là ai? hay là họ Trần." Lý bất ngôn nhún nhún vai, "Việc này phải hỏi Tam gia." Tam gia lúc này đang cưỡi trên ngựa, dùng nụ cười tuấn lãng vô địch của hắn nhiệt tình nói chuyện với mấy thị vệ xung quanh. "Huynh đệ, các ngươi bình thường có tới đầu này không?" "Thị vệ giáp, không có việc gì thì chạy đến cái nơi chim còn chẳng ỉa này làm gì?" "Thị vệ ế, đúng vậy, đều là người của bố chính sứ ti rảnh rỗi chạy về phía chúng ta, phủ Nam Ninh chúng ta mặc dù không phồn hoa hơn kinh thành." nhưng thứ gì nên có thì đều có thị vệ bính nghe nói bên kia đến nơi chơi gái còn không có đều phải chơi hoang ở bên đường ha 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 đám thị vệ cười to một trận mấy lời nói này chỉ mong đừng để hai bà cô trong xe kia nghe thấy tả tam gia truyền đề tài đúng rồi các huynh đệ dân chúng đại tề vì sao lại có định ý với chúng ta như thế thị vệ giáp còn không phải bởi vì phụ tử ngô quan nguyệt sao thị vệ ớt dân chúng bên kia đều không tin bọn họ giết cả nhà trịnh lão tướng quân đều nói là dựng chuyện thị vệ bính hai người này không biết đã cho dân chúng đại tề canh mê hồn gì đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn còn nhớ hai phụ tử này tả chi phi tay nắm chặt nắm đấm cười gần nói ta đường đường là hoa quốc cần gì phải nói xấu hai phụ tử lưu vong kia thị vệ giáp thì đó nhưng bọn họ cứ không tin cơ thị vệ ớt đại tề là một nơi hoang dã người ở đây không nói đạo lý thị vệ bính nếu không là chi phủ đại nhân ta ép thì mấy người chúng ta cũng sẽ không đi chuyến này các huynh đệ vất vả rồi tạ chi phi phản ứng cực nhanh chờ xong việc ta mời mọi người uống một bữa rượu lớn nam nhân dẫn đầu trong đám thị vệ tên là tam bàn tam bàn vừa thấy tạ ca ca thức thời như vậy thì cố ý nói bữa rượu lớn thế nào Đương nhiên là các huynh đệ muốn lớn thế nào thì lớn thế đó." Tả Chi Phi nháy mắt với Tam bàn, "Việc này ta làm chủ thay đại nhân nhà ta, ta không sợ tốn bạc, chỉ sợ không vui." Niềm vui là gì? Các nam nhân đều hiểu. Không chỉ hiểu, hơn nữa đều rất muốn. Bọn thị vệ đưa mắt nhìn nhau, đều âm thầm cười trộm. Tả Chi Phi dỗ đám người này xong, xiết dây cương, xe ngựa chậm rãi rớt lại phía sau, song song với bùi tiếu những lời tục tằng này rơi hết vào trong lỗ tai bùi đại nhân. Hắn nháy mắt với tạ chi phi, lát nữa tìm một chỗ nghỉ ngơi, chờ nghỉ ngơi xong thì phải ra roi thúc ngựa, nếu không cứ theo tốc độ này mà đi thì không biết tới năm nào tháng nào. Tả chi phi còn cần ngươi giải thích ư, tam gia dỗ dành bọn họ, là vì bốn chữ ra roi thúc ngựa này đấy. Lại đi nửa canh giờ, đoàn người đã tới một khu rừng nhỏ. Bên rừng có một cái hồ nhỏ, thích hợp cho ngựa uống nước ngựa đều tụ lại uống nước, người lại chia làm hai nhóm. Một nhóm vây quanh tả chi phi, nghe hắn kể chuyện là hai bên sông Vĩnh Định trong thành tứ cửu. Nhóm còn lại thì vây quanh bùi đại nhân, yên lặng gặm lương khô. Cũng không biết tam gia lại nói câu gì, chọc cho bọn thị vệ cười ha ha. Lý bất môn cảm thán. Không nhìn ra tam gia còn có bản lĩnh này. Chu Thanh. Ra nhà ta đi tới đâu, cũng có thể hòa thuận với người đó. Hoàng Kỳ nói thật đó, ta đến ngũ thành binh mã ti, chỉ cần nói tìm tam gia thì ngươi nào cũng hận không thể đích thân dẫn ta đi, cực kỳ nể mặt. Bùi tiếu. Hắn từ nhỏ đã vui vẻ, dáng vẻ lại tuấn tú, cái miệng nhỏ nhắn lại ngọt ngào, khẽ véo khuôn mặt một cái cũng có thể véo ra nước. Sao cơ? Yến Tam hợp thình lình nói một câu. Khi còn bé còn là một tên ẻo lạ à? Ẻo lạ. Bùi tiếu sừng sốt một lát, rồi cười ha ha. Nói đúng thật chứ, từ nhỏ hắn đúng là bệnh tật yếu ớt, động một chút là khóc nhẹ, đi vài bước đã mệt mỏi, đưa tay là bắt người bế, ẻo là muốn chết luôn. Yến Tam Hợp chẳng thể tưởng tượng ra được tả Tam ra. èo là muốn chết. Ngày xưa sao lại biến thành dáng vẻ phong lưu cao to như bây giờ. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía thị vệ bên kia. Đúng lúc này, tạ Chi Phi cũng đang nghiêng đầu. Tầm mắt giao nhau. Hai người đồng thời ngẩng ra. Tả Chi Phi, ngươi nhìn lén ta hả? Yến Tam Hợp, người nghĩ nhiều rồi. Yến Tam Hợp bình tĩnh rời tầm mắt. Chu Thanh, lát nữa ngươi vào hoàn Kỳ đi nhanh trước. Vâng, bất ngôn, lát nữa ngươi. Yến Tam Hợp thấy Lý Bất Ngôn đột nhiên biến sắc. Ngươi làm sao vậy? Sười. Lý Bất Ngôn khoát tay, ra hiệu cho nàng đừng nói nữa, đồng thời nhìn qua nhìn Chu Thanh. Chu Thanh với nàng nhìn nhau, đường nét trên mặt chợt căng thẳng. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 125, sát thủ. Đó là một cảm giác rất tinh tế, như thể có cái gì đó đang đến gần. Gần hơn nữa, cảm giác căng thẳng này khiến bùi tiếu đang buồn ngủ cũng nhận ra. Hoàng Kỳ, có chuyện gì thế? Lời còn chưa dứt, Lý Bất Ngôn, Chu Thanh, Hoàng Kỳ ba người gần như đồng thời rút kiếm trên người ra, lại gần như đồng thời khàn giọng kêu to. Ra cẩn thận, tiểu thư cẩn thận, đại nhân cẩn thận. Giọng nói vừa dứt, bảy tám người mặc áo đen đã từ trên trời giáng xuống, trong tay ai nấy đều cầm đao sáng loáng. Tả Chi Phi đứng phát dậy, đồng tử co lại. Tam bàn còn bình tĩnh. Đừng căng thẳng, chỉ là mấy tên trộm mà thôi. Kẻ trộm ư? Tả Chi Phi cười gần một tiếng, thầm nghĩ Tam gia ta sống đến bây giờ còn chưa thấy kẻ trộm nào có thân thủ nhanh nhẹn như vậy. Bảo vệ đại nhân, bảo vệ tiểu thư. Hắn kêu to một tiếng, không hề sợ hãi, nhanh đón bùi đại nhân sắc mặt trắng bệch thấy yến tam hợp còn ngây ngốc tại chỗ thì vội vàng đưa tay kéo người về phía sau mình lúc này lý bất ngôn và chu thanh đã đánh với đám người mặc áo đen kia bùi tiếu thấy hoàng kỳ không nhúc nhích thì tức giận một cước đá qua đi lên hỗ trợ ta nghe tam gia bảo vệ đại nhân và tiểu thư nếu tam gia có mệnh hệ gì ta sẽ giết chết ngươi còn không mau đi đi hoàng kỳ khẽ cắn môi như mũi tên vọt tới bên người tả chi phi. Dù là như vậy, bùi tiếu còn sốt ruột đến độ hô to. Tả ngũ thập, người con bà nó cẩn thận cho lão tử, đừng bị thương. Yến tam hợp nhìn sau lưng bùi tiếu, vội suy nghĩ. Sao lại có người áo đen? Họ là ai? Không ai biết họ là ai, nhưng tất cả đều biết thân thủ của những người mặc áo đen này không giống bình thường. Lý bất ngôn đã rất lâu không gặp phải đối thủ như vậy, máu cả người vọt thẳng lên đỉnh đầu. Đến đây, để cho bà cô các ngươi coi nào." Chu Thành lấy một địch hai, tất cả cảm xúc đều che giấu dưới lớp da mặt bình tĩnh của hắn. Hoàng Kỳ mắt nhìn xung quanh, vừa phải lo lắng cho Tam gia, còn phải tranh thủ thời gian xem Bùi Tiếu và Yến Tam hợp một cái. Tạ Chi Phi và người áo đen vừa giao thủ, trái tim chợt trầm xuống. Công phu của hắn so trên không đủ, so dưới có thừa nhưng dưới sự bức bách của đại đao của đối phương, thì cánh tay hắn lại nặng nề như ngàn cân. Mấy người thi vệ vừa thấy tả ca không xong rồi thì nghĩ đến một bữa rượu kia, lại nghĩ đến lời dặn dò của chi phủ đại nhân, bèn hét lớn một tiếng. Các vinh đệ, lên! Thủ lĩnh vừa lên tiếng, bọn thị vệ vội vàng rút đao nguyên chiến. Bữa rượu là thứ yếu, bồi đại nhân là quan kinh thành, nếu hắn xảy ra chuyện gì thì chẳng biết ăn nói thế nào, nói không chừng đến đầu cũng không giữ được mất. Bọn thị vệ thân thủ bình thường, nhưng thắng ở chỗ nhiều người, mấy người vây quanh đánh một người cũng chiếm được thượng phong. Yến Tam hợp đẩy bùi tiếu sang một bên, mắt không chấp nhìn tình hình chiến đấu trước mặt. Những người mặc áo đen này không cao, thân hình thậm chí có hơi gầy gò. Trên tay bọn họ đều cầm đao, đao kia cũng không dài, cũng không rộng, cực kỳ tiện tay. Chiêu thức bọn họ sử dụng. Bà cô à đừng nhìn nữa, mau đến sau lưng ta đi, đau thương không có mắt, lỡ như. Ngươi câm miệng lại cho ta. Yến Tam hợp thật muốn lấy vài nhét vào miệng bùi đại nhân, ẩm ý muốn chết. Có thể. Bùi tiếu đi về phía trước một bước, lại chắn ở trước người nàng. Như vậy ta sẽ câm miệng. Hắn cứ đứng như vậy, bóng lưng thẳng tắp. Yến Tam hợp im lặng thở ra, không kịp nói gì thì trong đầu đã suy nghĩ. Tạ Chi Phi không biết có phải gặp phải người mạnh quá không mà không đỡ được, thuận thế lăn một vòng tránh được một đòn nặng. Người mặc áo đen kia lại đuổi theo, giơ đao lên chém. Hoàng Kỳ, Bùi Tiếu sốt ruột đến độ giơ chân hét to. Hoàng Kỳ xoay kiếm bước lui người mặc áo đen trước mặt, nhảy đến đầu bên phía Tạ Chi Phi, trường kiếm khẽ vung lên, chắn ở giữa hai người. Tam gia, để ta. Tạ Chi Phi nhân cơ hội thở mấy hơi, vừa muốn chửi đồng thì đột nhiên Tất cả người áo đen vội di chuyển chân, gần như là hình thành trận hình trong nháy mắt. Tim tả chi phi lập tức nhảy dựng lên. Đây là trận pháp trên chiến trường. Những người này lại còn hiểu trận pháp. Tả chi phi không biết tư vị gì trong lòng mình bây giờ nữa, nhổ ra một ngụm nước bọt đầy máu, cầm kiếm lên nghênh đón. Đã hiểu trận pháp thì chính là tuyệt sát, ngoại trừ huyết chiến đến cùng thì không có con đường thứ hai có thể đi. Quyết tâm đập nồi dìm tuyền vừa mới nổi lên. Bên tai đã vang lên một tiếng xe gió, một mũi tên lạnh ngang trời bắn thẳng tới phía bùi tiếu. Mắt tả chi phi trợn lên như muốn nứt ra. Minh Đình, cẩn thận. Bùi Minh Đình còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì thì đã cảm thấy phía sau có người nhào mạnh vào lưng hắn. Trọng tâm không vững, hắn ngã xuống. Lúc thân thể rơi xuống thì hắn ngửi thấy mùi thơm trên người nữ tử sốc vào trong mũi. Hắn vừa muốn dãy ruộ thì có hơi thở rơi vào bên tai. Nguy hiểm đừng nhúc nhích. Bùi đại nhân chợt thấy hỗn loạn. Người khác đều là anh hùng cứu mỹ nhân, sao đến lượt hắn lại là mỹ cứu anh hùng thế này? ai ê, ê ê ê ê ê ê Vẫn còn cung thủ ẩn nấp trong rừng sao? Hiện thực này khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi, ngay cả Chu thanh xưa nay bình tĩnh cũng biến sắc. Khiến người ta bất ngờ hơn chính là, một mũi tên kia bắn tới xong thì người mặc áo đen đồng loạt thu lại sát chiêu, khiến cho bọn họ không thể không lui về phía sau nửa bước. Trong nửa bước này, mấy người áo đen nhảy lên, chỉ chớp mắt đã biến mất trong rừng cây rậm rạp. Tiểu thư, ra. Lý bất ngôn và Hoàng Kỳ một trước một sau chạy tới. Yến Tam Hợp đưa tay chống lưng bùi tiếu đứng lên, lại dùng chân đá hắn. Không sao chứ. Người thì ổn nhưng trái tim hơi tổn thương. Bùi đại nhân quỳ rạp trên mặt đất, không nhúc nhích, thầm nghĩ sau này mặt mũi bùi đại nhân ta phải để ở đâu đây hoàng kỳ đỡ chủ tử nhà mình dậy lúc này tất cả mọi người đều chạy tới tam bàn thờ hùng hộc nói bùi đại nhân có bị thương hay không bùi tiếu lắc đầu ánh mắt rơi trên người tạ chi phi tạ chi phi khẽ chấp mắt ý bảo hắn không sao bùi tiếu lúc này mới lau mồ hôi trên mặt rít lên với yến tam hợp phía sau còn thất thần làm gì trốn lên xe cho ta không muốn sống nữa hả? Sự tức giận này không phải nhắm vào Yến Tam Hợp. Yến Tam Hợp ngoan ngoãn một hồi, cất bước đi về phía xe ngựa. Lý bất ngôn vội vàng đi theo, đỡ lấy cánh tay của nàng, thấp giọng nói. Tiểu thư, lên xe rồi nói sau. Đợi hai chủ tớ lên xe rồi, bùi đại nhân cực kỳ nghiêm túc nói. Các ngươi tìm chung quanh cho ta, nhìn xem đám người mặc áo đen kia có để lại manh mối gì hay không dám ám sát mệnh quan triều đình người đại tề thật to gan mấy thị vệ sợ lắm rồi nào còn dám tìm chung quanh lỡ như những người mặc áo đen kia còn chưa đi hết mà ở nơi nào đó mai phục vậy thì chẳng phải là chết sao tả chi phi đè vai bùi tiếu đại nhân các huynh đệ vừa mới tìm được đường sống để cho bọn họ thở một hơi đi bùi tiếu gấp gáp nói ở đây thở lỡ như tả chi phi nhìn rừng rậm xung quanh bình tĩnh nói Tam bàn ca, chúng ta tìm một chỗ rộng rãi nghỉ chân được không? Chuyện này Tam bàn cố ý kéo dài hơi không lên tiếng. Tạ Chi phi biết rõ hắn đang do dự cái gì. Ta và đại nhân muốn thương lượng một chút, xem có nên đi đại tề tiếp hay không. Hảo huynh đệ vẫn là ngươi nghĩa khí. Không thể đi về phía trước nữa, nói không chừng đến mạng nhỏ cũng không giữ được mất. Tam bàn ra lệnh với đám thị vệ phía sau. Mau lên, trở lại quan đảo cho ta mươi 126, bắt rắn. Sau nửa chén trà, tìm được một chỗ trống trải ở quan đảo, liếc mắt nhìn ra ngoài, ngoại trừ núi cao phía xa xa thì chẳng có gì chắn. Có thể làm việc trong nha môn, ai ấy đều rất tinh tường, bọn tam bàn cố ý đi thật xa. Lý Bất Ngôn, Chu Thanh, Hoàng Kỳ đều tự đi đến một chỗ cao, quan sát tình hình xung quanh quan đảo. Ba người còn lại, trên mặt toàn sương lạnh. Không ai mở miệng nói, vì bị một màn kinh tâm động phách vừa rồi làm cho kinh hãi. Tả Chi Phi và Bùi Tiếu mấy năm nay đi theo Hoàng Thái Tôn, gặp phải không ít nguy hiểm. Nhưng mà không hề có dấu hiệu báo trước giống như hôm nay, tình hình nguy hiểm không hợp tình hợp lý thì chưa từng gặp qua. Bùi Tiếu hai mắt thất thần, hai người các ngươi có ý kiến gì? Tả Chi Phi nhìn khuôn mặt tái nhợt của Yến Tam Hợp. Chắc chắn là nhằm vào chúng ta. Yến Tam Hợp không nói gì nhưng giọng bùi tiếu lại khàn khàn nói. Chúng ta tới nơi này đâu có kết thù kết oán với ai đâu. Nói hay lắm. Tạ Chi Phi cất cao giọng nói. Vậy những người này là ai? Tại sao muốn giết chúng ta? Tại sao cuối cùng lại đột nhiên rút lui? Liên tiếp ba câu hỏi, giống như roi ra tra tấn linh hồn ba người. Không ai có thể trả lời. Tạ Chi Phi. Yến Tam Hợp, chúng ta phải phân tích một chút. Đúng vậy. Bùi tiếu thần sắc nghiêm túc. Phân tích không ra, chúng ta không thể đi về phía trước, phía trước còn có bao nhiêu mai phục, bao nhiêu sát thủ. Cũng chưa biết, nào, phân tích đi. Yến Tam Hợp có thói quen dùng phương thức đặt câu hỏi, rồi từng chút một tìm được chân tướng. Tạ Chi Phi, mục đích chúng ta tới đây là gì? Hóa niệm giải ma cho quý lão phu nhân, phía trước đều bình an vô sự, vì sao vừa qua cầu Bắc Thương, vừa đến cảnh nội đại tề, thì lại có phiền toái tìm tới tả chi phi nhìn yến tam hợp im lặng thật lâu vấn đề này hắn nghĩ lui nghĩ tới nhưng vẫn không có đáp án yến tam hợp ánh mắt hơi nghiêng phút chốc nhìn về phía bùi tiếu ngươi nói đi bùi tiếu nghiến răng không nói hồi lâu hắn vươn mũi chân khẽ chạm vào tả chi phi tả chi phi biết hắn có ý gì có phải là người của kinh thành hay không có phải là người của hán vương không hán vương am hiểu đánh trận am hiểu binh pháp Phía sau quả thực có nuôi một nhóm tử sĩ, nhưng không có động cơ. Bọn họ không phải thái tử, không phải hoàng thái tôn, hai người cho dù chết hơn mấy trăm lần thì cũng chẳng thay đổi gì Giang Sơn xã tắc này cả. Tả Chi Phi vô cùng kiên định lắc đầu. Loại trừ vị kia trong kinh, Bùi Tiếu chợt có một suy đoán lớn mật. Có thể là Ngô Quan Nguyệt mà chúng ta đang tìm hay không? Ai? Yến Tam hợp sáng mắt. Ai không muốn chúng ta tìm được Ngô Quan Nguyệt? Tả Chi Phi nhíu mày, chỉ có bản thân ngô quan nguyệt hoặc là hậu duệ của hắn không muốn chúng ta tìm được hắn ngoài ra không có lựa chọn thứ hai bùi tiếu trầm ngâm sát thủ có thân thủ như vậy cũng chỉ có người quyền cao chức trọng mới có thể nuôi nổi chắc chắn là phụ tư ngô quan nguyệt yến tam hợp hít một hơi lại hỏi chúng ta tới phủ nam ninh căn bản không có ai biết mục đích thực sự của chúng ta đi hồ ra thôn là đến hỏi thăm nguyên quán của lão phu nhân có đúng không Tả chi phi Đúng. Bùi tiếu. Đúng. Yến tam hợp. Từ lúc vào phủ Nam Ninh cho tới hôm nay, suốt 11 ngày, chúng ta đều bình an vô sự, hết thảy thuận lợi, cho tới hôm nay, có đúng không? Tả chi phi. Đúng. Bùi tiếu. Đúng. Yến tam hợp. Ngoại trừ 6 người chúng ta, ai biết mục đích chuyến đi này của ta? Bùi tiếu. Người biết hôm nay chúng ta xuất phát, chỉ có hai nhóm người, một nhóm là người của quan âm thiền tự, nhóm còn lại chính là nha môn chi phủ Nam Ninh. Tạ chi phi. Chúng ta ở nha phủ không quá nửa canh giờ. Bùi tiếu. Vậy cũng chỉ còn lại có một khả năng. Nói tới đây, Yến Tam Hợp giải quyết dứt khoát. Như vậy nói cách khác, phụ tử Ngô Quan Nguyệt rất có thể đang núp ở trong chùa miếu. Giọng nói tạ chi phi có hơi run rẩy. Chùa miếu hòa thượng đông đảo, không có trong sổ sách, nếu thật muốn giấu một người, không phải việc khó. Lúc này bùi tiếu có ý kiến khác. Ta có một nghi ngờ. Tả Chi Phi. Ngươi nói đi. Bùi Tiếu. Chúng ta dừng chân ở chùa miếu nhiều ngày, bọn họ nếu muốn giết chúng ta thì có thể ra tay ở trong cơm canh, cần gì gióng chống khua chiêng như thế. Tả Chi Phi nhìn hắn. Bởi vì có bùi đại nhân ngươi ở đây. Trong lòng bùi Tiếu chợt nhảy dựng. Đúng rồi, có hắn ở đây. Hắn ở trong mắt đám lừa chọc kia, là người hoàng đế trong kinh thành phái tới để tuần sát chùa miếu phù Quảng Tây nếu hắn xảy ra chuyện gì trong chùa miếu thì sẽ làm lớn chuyện. Qua sông Bắc Thương thì khác. Dân phong đại tề dũng mãnh, dân chúng lại có thành kiến với người Hoa. Nếu như hắn xảy ra chuyện ở đấy, tất cả mọi người sẽ chỉ cho rằng là người nước đại tề hạ độc thủ, trừ khả năng đó ra thì sẽ không nghĩ đến khả năng khác. Mà trùng hợp là, ba người Lý Bất Ngôn có thân thủ vô cùng tốt, hơn nữa tuần trước chi phủ phái cho bọn họ tám thị vệ. Nghĩ thông suốt điểm này, bùi tiếu nói ta không có bất kỳ nghi vấn gì các ngươi tiếp tục phân tích đi có gì khác để phân tích hư mọi thứ đã rõ ràng rồi yến tam hợp bình tĩnh nói tiếp theo là thương lượng chúng ta nên làm sao đây yến tam hợp ta cảm thấy đây là chuyện tốt giọng nói tại chi phi mơ hồ lộ ra chút vui sướng lúc trước ngươi mới nói với ta muốn dẫn rắn ra khỏi hàng kết quả rắn tự mình chui ra rồi đúng là chuyện tốt yến tam hợp gật đầu từ một góc độ khác chứng minh phụ tử ngô quan nguyệt quả thực vẫn còn sống. Tả chi phi. Bọn họ trốn ở bên cạnh chúng ta, cách chúng ta rất gần, hoặc là nói đang theo dõi chúng ta. Yến tam hợp lại gật gật đầu. Đúng là như thế. Bùi tiếu nhìn người này, lại nhìn người kia. Nhưng mà, các người vẫn không có nói, tiếp theo nên làm gì. Tả chi phi dùng ánh mắt khó diễn tả, nhìn Yến tam hợp một hồi lâu. Yến tam hợp, người nói phải làm sao bây giờ? Để ta suy nghĩ. Phải suy nghĩ thật kỹ. Yến Tam Hợp xoay người, nhìn núi xanh và mây trắng phía xa, im lặng thật lâu mới mở miệng. Thay vì đi đại tề mò kim đáy bể, ta nghĩ không bằng nắm lấy manh mối này, làm một cú ta ở trong tối ngươi ở ngoài sáng thì sao? Tạ Chi Phi và Bùi Tiếu đồng thời đột nhiên nhìn về phía nàng. Bùi Tiếu. Sáng như thế nào, tối như thế nào? Yến Tam Hợp. Phụ tử Ngô Quan Nguyệt là hung thủ diệt môn của thảm án trịnh gia, phía phủ Nam Ninh kia chắc chắn có ảnh chân dung của hai người bọn họ. Bùi tiếu. Sau đó thì sao? Yến Tam Hợp. Cầm lấy chân dung của bọn họ, bất ngôn, Chu thanh hai người âm thầm đi điều tra quan âm thiền tự, đây là tối. Bùi tiếu. Sáng thì sao? Yến Tam Hợp gần từng chữ. Lấy lòng phụ tử ngô quan nguyệt. Tả Chi Phi vừa nghe lời này, giống như bị xét đánh, không đợi được bùi tiếu hỏi, liền thốt ra. Lấy lòng ra sao? nghĩ cách nói cho bọn họ biết, chúng ta không phải cầm y vệ, cũng không lấy danh nghĩa triều đình đại hoa. Yến Tam Hợp Chúng ta không có ác ý với phụ tử bọn họ, chỉ muốn hóa giả tâm ma cho lão phu nhân thôi. Sắc mặt tả chi phi xanh mét Nói với bọn họ thế nào? Yến Tam Hợp chậm rãi xoay người, ánh mắt nhìn về phía bùi tiếu. Ngươi đi, ta Bùi tiếu trong lòng nói bà đồng ngươi nói đùa cái gì thế, ta đâu có ba đầu sáu tay, sao có thể một ý nghĩ đột nhiên xông vào trong đầu. Bùi tiếu chừng hai mắt to như con ếch. Yến Tam Hợp, ý của ngươi là? mươi 127, ra khỏi động. Bùi Đại Nhân. Yến Tam Hợp nói từng chữ rất nhẹ. Quan âm thiền tự là địa bàn của ngươi, ngươi đi kiểm kê danh sách hòa thượng, sau đó nhân cơ hội kể cho bọn họ nghe câu chuyện con chó đen nhịn ăn đến chết, và chuyện lão phu nhân chết không nhắm mắt. Nếu họ thực sự trốn ở chùa quan âm, nếu ngô quan nguyệt vẫn còn chút tình cảm cũ với bà lão ta nghĩ họ sẽ đến tìm chúng ta bùi tiếu vừa kinh hãi vừa suy nghĩ bọn họ sẽ tin lời một vị quan ở hoa quốc như ta sao lấy ra sự nhiệt tình của ngươi lúc nói kể chuyện lão phu nhân với chu chi phủ thêm vào bảy phần thương cảm tám phần thống khổ chín phần hiếu tâm còn lại bùi tiếu cái gì yến tam hợp phải xem bà ngoại ngươi có phù hộ chúng ta hay không chỉ trong nháy mắt đó, Bùi Tiêu suýt nữa thì thốt lên, "Bà Đồng ơi, đầu óc ngươi là cái dạng gì thế?" Nhưng Lý Chi nói cho hắn biết, lời này không thể nói. "Tà Ngũ Thập, chú ý này ngươi cảm thấy thế nào?" "Tà Ngũ Thập, Ngũ Thập, ngươi biết sao?" "Hả?" Tả Tam gia kinh ngạc. Bùi Tiêu nắm tay hắn, "Thời điểm mấu chốt như vậy mà ngươi ngẩn người gì thế huynh đệ?" "Ta đang suy nghĩ." Tả Tam gia bình tĩnh hít vào một hơi còn có cách nào tốt hơn một sáng một tối này không? Bùi Tiếu sừng sốt. Có không, không có. Tả Chi Phi tự đáy lòng nói. Đây là cách tốt nhất. Bùi Tiếu. Vậy quyết định thế đi, lập tức dẹp đường hồi phủ. Lý do là bổn đại nhân mặc dù có hiếu tâm nhưng rất sợ chết. Tả Chi Phi. Lý do này hợp lý đấy. Yến Tam hợp lại hỏi. Trong chùa không an toàn, sau khi trở về thì ở đâu? Tả Chi Phi nhà môn chi phủ có viện riêng cho khách ở, nơi đó an toàn nhất, không ai dám đến nhà môn giết người đâu. Việc này để ta sắp xếp. Bùi tiếu nhìn đám tam bàn phía xa. Lại đến lúc bổn đại nhân bày quan uy rồi. Dứt lời, vung tay áo, nghênh ngang đi tới. Hắn đi rồi, xe ngựa chợt yên tĩnh lại. Tả chi phi rũ mắt, tay gõ gõ đùi, dường như đang tính toán gì đó. Yến tam hợp hỏi. Là có chỗ nào không ổn sao? Tả chi phi ngước mắt, thật ra, ta có một lo lắng. Ngươi nói đi, lúc trước cô từng nói, ngô quan nguyện nhân vật kiêu hùng, hắn sẽ vì một chút tư tình nữ nhi mà mắc câu sao. Không mắc câu cũng không sao. Yến Tam trong mắt hiện lên sự khó hiểu. Ít nhất có thể đánh rắn động cỏ. Ngực tạ chi phi chấn động. Cho nên, vụ ngoài sáng là giả mạo, trong tối mới là đau thương thật. Yến Tam hợp. Tam gia thông minh. Tam gia nhìn nàng, đột nhiên vươn tay, hơi cản rỡ vô lễ sờ lên tóc Yến Tam hợp mắt thường có thể thấy được, mặt Yến Tam Hợp trong nháy mắt đỏ đến tận cổ, sự tức giận dâng lên. Dám đùa giỡn ta, đừng hiểu lầm. Tay tả Tam gia vừa sờ một cái thì buông ngay. Người xưa nói đầu óc thông minh không mọc lông, nhưng ta không hiểu sao tóc của ngươi lại nhiều như vậy. Thừa dịp Yến Tam Hợp còn chưa phản ứng lại, hắn đã chạy tới chỗ bùi tiếu. Ta đi giúp đại nhân. Phong lưu đúng là phong lưu. Đùa giỡn người ta cũng có thể tìm ra lý do thoát tục như vậy. Yến Tam hợp tức giận đến sắp nổ tung. Phủ nha Nam Ninh, Chu Chi phủ nghe tin vội vàng đi ra. Tam bàn chạy như bay tới, ghé vào bên tai Chu Dã nói đơn giản, Chu Dã chợt kinh hãi. "Bùi đại nhân, có bị thương không?" Bùi Tiếu kinh hãi qua độ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. "Nhờ có Chu đại nhân điều động cho ta tám thị vệ, nếu không chuyến này sợ là có đi không có về rồi." Chu Dã thở dài, "Ta quanh năm ở đây, nghe được, thấy được quá nhiều rồi. Đúng rồi, có thể thấy rõ những người mặc áo đen kia trông như thế nào, thân thủ ra sao không? Chuyện này... Bùi tiếu quay đầu liếc mắt nhìn tạ chi phi. Tạ chi phi bước lên phía trước một bước, giọng nói rõ ràng. Hồi bẩm chu đại nhân, những người mặc áo đen này thân hình phổ biến không cao, thân thủ cực kỳ linh hoạt, một tiến một lui đều rất có kết cấu. Dùng đao, đao không dài, không rộng, nắm trong tay rất tiện. Chu Dã nhíu mày, nói như vậy là được huấn luyện nghiêm chỉnh. Tả Chi Phi, không chỉ huấn luyện nghiêm chỉnh, bọn họ thậm chí còn biết binh pháp bố trận. Chu Dã nghe nói như thế thì kinh ngạc đến mức không biết nói cái gì cho phải. Hắn trầm ngâm một lát, quay đầu nói với Bùi Tiếu nói: "Bùi đại nhân, vì an toàn, các ngươi ở lại phủ nha đi, ta phái nhiều thị vệ ở bên ngoài trông coi." Bùi Tiếu cười khổ, "Chu đại nhân thật sự là quá hiểu lòng ta." ta cũng đang có ý này. Chu giá. Ta sẽ gửi thư cho bố chính xứ, nhờ ông ấy điều tra giúp. Bùi tiếu. Đa tạ Chu đại nhân, chỉ là Hà Quan còn có một lời khẩn cầu. Chu giá. Mời nói. Bùi tiếu. Ta muốn xem hồ sơ của phụ tử Ngô Quan Nguyệt và chân dung của bọn họ. Chu giá đột nhiên biến sắc, cả kinh nói. Bùi đại nhân làm sao biết phụ tử Ngô Quan Nguyệt? Bùi tiếu nói dối không cần viết nháp hai người này ở kinh thành gây ra đại án kinh thiên động địa như thế, sao ta không biết cho được. Chuyện này, chu giã do dự nói. Bùi đại nhân nghi ngờ kẻ tập kích có liên quan đến phụ tử ngô quan nguyệt ư. Ta mới tới là nước là cái, cũng không kết oán với ai, tại sao lại có người muốn lấy mạng của ta. Biểu cảm của bùi đại nhân một lời khó nói hết. Nếu là kẻ trộm thổ phỉ bình thường thì ta còn hiểu là do ta xui xẻo, nhưng khí thế của đối phương lại hung hãn như thế. Tóm lại, cứ điều tra đã rồi tính. Theo lý những thứ này đều là cơ mật triều đình, không thể để bên ngoài. Chu đại nhân nghiến răng nói. Chuyện này quan trọng, bùi đại nhân mời đi theo ta. Dứt lời, hắn nói với cận vệ. Dẫn bùi tiểu thư đi khách viện, dặn bên người chuẩn bị đồ ăn quần áo tốt nhất. Vâng. Khách viện phủ nha tuy rằng kém quan âm thiền tự rất nhiều, nhưng điều kiện hiển nhiên tốt hơn. Lý bất ngôn vừa thu dọn giường, vừa nói. Tiểu thư, chu đại nhân này cũng không tệ, khó trách ông chủ tiệm trà lạnh lại khen hắn như thế, bây giờ ta có thể xác định, hắn tuyệt đối không phải người trộm bạc. Yến Tam Hợp đang phân cao thấp với chiếc váy trên người mình. Ai quy định thiên kim đại tiểu thư thì chắc chắn phải mặc thứ này chứ. Bao nhiêu là tầng, cũng không ngại nóng chết. Lý bất ngôn thấy nàng không nói lời nào, quay đầu nhìn thì phì cười, vội buông công việc trên tay xuống, lấy một bộ nam trang đơn giản từ trong tay nải ra thay đi. Yến Tam hợp cầm lấy xiêm y, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng. Cô nghĩ thầm, vì sao nữ tử cả đời này chỉ có thể ở trong nhà. Cứ coi mưa áo quần này đi, có chạy cũng chẳng chạy được bao xa đâu. Cởi thắt lưng, thay xong áo quần, Yến Tam hợp mới cảm giác mình sống lại. Có người gõ cửa, vừa mở ra thì thấy tả chi phi. Tả chi phi rũ mắt, mỉm cười. Người mặc như vậy, chúng ta nhìn cũng thoải mái hơn nếu không mắt cũng không biết để ở đâu yến tam hợp tự kiếm cớ cho mình nói với bên ngoài ta ở nhà thích giả nam trang thường xuyên nữ cải nam trang đi theo huynh trưởng ta chơi đùa cho nên mới thế này cái cớ này không tệ tả chi phi minh đình gọi chúng ta qua đó yến tam hợp bức họa hai phụ tử ngô quan nguyện đã lấy được rồi tả chi phi không thể cho mượn minh đình bảo ngươi đi vẽ lại giúp đi thôi yến tam hợp đi vài bước thấy tạ chi phi còn đứng tại chỗ, không khỏi nhướng mày. Tam gia, đừng làm trễ nãi thời gian nữa. Tạ chi phi dựa vào khung cửa. Ta không đi, ở đây chờ các ngươi trở về, Chu Thành đi với các ngươi. Không phải gọi chúng ta sao? Muốn lười biếng hả? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 128, tranh chân dung. Hồ sơ vụ án nằm ở nhà kho. Yến Tam Hợp nhìn thấy bức chân dung thì hơi kinh hãi dù cho bước chân dung này đã có chút năm tháng, dù cho người vẽ rất bình thường, cũng có thể nhìn ra hai phụ tử này tướng mạo đều cực kỳ xuất chúng. Nhất là Ngô Quan Nguyệt. Chân tỷ nói đúng rồi, nếu Ngô Quan Nguyệt trẻ lại ba bốn mươi tuổi, tam gia đứng chung một chỗ với hắn thì chỉ e cũng sẽ bị đưa ra so sánh thôi. Lấy giấy bút lại đây. Chu Thành đưa giấy bút lên, Yến Tam hợp lại nhìn thêm mấy lần, hạ bút rất dứt khoát lưu loát. Mặt trời lặn xuyên qua ô cửa sổ chiếu vào, cả người cô rơi vào trong ánh sáng, chán, cằm, cổ, còn có độ cong hơi nhô lên trước ngực. Bùi tiếu ban đầu còn nhìn bức tranh, sau lại chỉ lo nhìn người. Không thể không thừa nhận, Yến Tam hợp mặc nam trang lạnh lùng, mặc nữ trang xinh đẹp, đều có chỗ động lòng người. Người như vậy nếu như cưới về nhà. Bùi tiếu bị ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu sợ đến giật mình. Nếu hắn cưới một bà đồng về nhà bùi gia hả bùi tiếu phục hồi tinh thần mờ mịt nhìn chu thanh sao mặt đỏ thế nóng nóng thôi bùi tiếu giả vờ lau mồ hôi nhanh chóng đè tâm tư hèn mọn của mình xuống vẽ hai bức tranh xong bùi tiếu đến cảm ơn chu đại nhân thuận tiện lôi kéo làm quen yến tam hợp và chu thanh cầm bức tranh trở về khách viện trong khách viện tạ chi phi lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần ở dưới bóng cây nghe thấy giọng nói thì mở mắt ra. Về rồi à. Yến Tam Hợp gật đầu với hắn. Vào nhà nói. Vào trong nhà, mở bức tranh ra. Chu Thanh và Lý bất ngôn vội vàng vây quanh. Tả Chi Phi lười biếng ngồi xuống ghế bên cạnh, lại lười biếng bắt chéo chân. Ra, mau đến xem nè, cũng có phải ta tìm đâu, có gì đâu mà xem. Chắc là cái nết lười biếng lại tái phát rồi chứ gì. Yến Tam Hợp thầm cười gần, chỉ vào bức tranh nói. Hai bức tranh này được vẽ mười mấy năm trước, mười mấy năm sau, mặt phải hơi sệ xuống, nếp nhăn phải nhiều hơn một chút. Lý bất ngôn. Tiểu thư yên tâm, có thay đổi kiểu gì thì ánh mắt cũng sẽ không thay đổi đâu. Yến Tam Hợp ngẩng đầu. Quan âm thiền tự có võ tăng thân thủ tốt, hai người nhớ cẩn thận, đừng để người khác phát hiện. Lý bất ngôn hỏi. Khi nào thì bùi đại nhân đi? Yến Tam Hợp. Tối nay. Lý bất ngôn vậy thì vừa khéo chúng ta tới chùa tìm hiểu phương hướng trước chu thanh tạ chi phi đột nhiên gọi một tiếng chu thanh ra có gì dặn dò sao tạ chi phi nhớ lời ra đầu tiên là giữ mạng sau hẵng làm việc cuối cùng chăm sóc lý bất ngôn ơ tam gia lý bất ngôn tươi cười sáng lạn nhìn không ra nha ngươi còn biết thương hương tiết ngọc nữa chứ ừm tạ chi phi sờ sờ mũi đến câu lan nhiều nên tự nhiên biết thôi lý bất ngôn ta nói thua rồi sao chu thành và lý bất ngôn chân trước vừa đi bùi tiếu chân sau đã trở về hoàng kỳ mặc quan phục cho hắn mang quan ấn lên sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa bùi tiếu gật đầu với yến tam hợp còn có gì muốn dặn không yến tam hợp lắc đầu còn ngũ thập thì sao tạ chi phi hơi không yên tâm có hoàng kỳ đã được chưa hay ta ta có hỏi xin chu giá một đội nhân mã rồi có bọn họ đi theo ngươi yên một trăm cái tâm đi bùi tiếu đưa tay chỉ y ngươi và yến tam hợp thương lượng bước tiếp theo phải làm sao bây giờ lâu thế không biết tình hình trong kinh thành thế nào ta thấy hơi lo tạ chi phi hơi ngần ra có hơi không quen với cách nói nghiêm trang của hắn bóng đêm đánh úp lại hai nhà dịch mang hộp thức ăn vào viện tạ chi phi nhận lấy tiện tay nhét hai lượng bạc cho bọn họ trong phòng đã thắp đèn hắn mở hộp thức ăn ra nhìn ước chừng 10 món ăn bày đầy cả một bàn yến tam hợp lại bước lên giúp vừa bày bát đũa vừa nói để lại cho bọn bất ngôn một ít tả chi phi múc một chén cơm đưa qua đủ chưa có muốn lấy bớt một ít không yến tam hợp khô khan nói không cần hẳn là ăn được tả chi phi nghe cô nói như vậy thì rụt tay về dùng đũa múc cơm vào bát mình lại đưa qua ăn đi yến tam hợp tạ chi phi. Thức ăn trên đĩa của Hoa Quốc, hẳn nào hạt nấy đều rất vất vả mới có được. Yến Tam Hợp nhận lấy bát ngồi xuống, không nói gì. Trên chiếc bàn vuông nhỏ, tạ chi phi ngồi đối diện cô, đưa tay gắp một đũa thức ăn, đặt vào đĩa của cô. Yến Tam Hợp ngẩng đầu nhìn hắn. Tạ chi phi nhìn ngẫm cười. Chiếc đũa này sạch, ta chưa dùng đến. Ý ta là vậy sao? Yến Tam Hợp rất muốn vứt cái đũa dán lên khuôn mặt tuấn tú kia ngực cô phập phồng vài cái, nhưng chẳng làm gì mà chỉ yên lặng cầm lấy đũa. Theo lẽ thường thì ăn không nói, ngủ không nói, chỉ là hai chúng ta ăn cơm mà không nói gì thì không khí có hơi quái lạ. Tả chi phi uống xong một ngụm canh, nói. Ta thuận miệng hỏi ngươi một chuyện, cơm nước xong đã rồi hỏi. Yến Tam hợp thẳng thèm ngừng đầu lên. Chuyện này không hỏi bây giờ thì ta ăn cơm cũng chẳng ngon. Tả chi phi buông đũa xuống phụ tử ngô quan nguyệt là đầu sỏ sát hại phủ của trịnh lão tướng quân mà đệ đệ ngươi phụ thân mẫu thân ngươi đều vì vụ án kia mà mất mạng vỗi yến tam hợp dừng tay lại ngẩng đầu nhìn hắn tả chi phi không có chút ý cười nào nếu như tìm được người thì ngươi ngoại trừ hóa niệm giải ma thay lão phu nhân thì có muốn làm gì khác không yến tam hợp ví dụ như tả chi phi khẽ nói ra hai chữ báo thù bây giờ đến ta ăn mất ngon rồi yến tam khép bát đũa xuống lạnh lùng nói. Muốn nghe nói thật hay nói dối? Nói thật thì sao? Nói dối. Tạ Chi Phi nhớ mày. Là gì? Nói thật là, ta căn bản không nghĩ tới. Tạ Chi Phi hờ hững cười. Lời này dễ hiểu. Yến Tam Hợp làm việc, gió không sợ, mưa không sợ, sinh tử không sợ, trong mắt chỉ có một việc trước mắt, không còn gì khác. Yến Tam Hợp mím môi dưới. Nói dối là, ta không muốn báo thù. Không muốn báo thù là câu nói dối vậy ý của nàng là muốn báo thù tả chi phi nhìn vào đồng tử yến tam hợp trong nháy mắt co rút lại mẫu thân của lý bất ngôn khi còn sống từng nói một câu ta cảm thấy rất đúng bà ấy nói bỏ qua chuyện cũ thì quá dối trá ta thích phong thủy luân lưu chuyển, truyền vào chỗ chết luôn sắc mặt yến tam hợp dưới ánh đèn càng trở nên tái nhợt không trách nghĩa là tha thứ có thể tha thứ thì đều là việc nhỏ mà tính mạng của người nhà đối với ta không phải việc nhỏ, mà là thâm cửu đại hận. Nếu là thâm cửu đại hận, phải báo. Lời này giống như cơn gió mạnh thổi qua san bằng trái tim mà Tả Chi phi cố giữ mấy năm nay. Hắn nhìn chầm trầm Yến Tam hợp, lòng bàn tay toát mồ hôi. Nhưng chuyện gì cũng phải phân biệt nặng nhẹ. Yến Tam hợp nhìn hắn. Đầu tiên ta phải hóa giải tâm ma của quý lão phu nhân trước đã, sau đó mới nghĩ đến chuyện báo thù. Tam gia chỉ cần yên tâm ăn cơm thôi, ta biết phân gió nặng nhẹ. Ta đâu phải yên tâm cho ngươi, ta là không yên tâm về bản thân mình." Khóe miệng Tạ Chi Phi cong lên, lấy khăn ra lau mồ hôi trong lòng bàn tay, sau đó nhẹ giọng nói. "Như thế, rất tốt." Chương 129, con mồi. Hai người một nam một nữ ăn trong một phòng, trên cùng một bàn. Ăn một hồi yến tam hợp lại thấy hối hận. Sớm biết bầu không khí sẽ xấu hổ thành như vậy thì nàng đã đi theo Bùi Tiếu đến Quan Âm Thiền tự rồi. Yến Tam hợp thầm thấy hối hận, Tạ Chi Phi còn hối hận hơn cả nàng. Hắn thậm chí bắt đầu sinh ra một ý niệm không thể tưởng tượng nổi. Nhiều năm như vậy, mình có thể độ lượng với Bùi Minh Đình như thế, đại khái là vì có hắn ở đây thì mình không cần phải vắt óc tìm đề tài nói chuyện, chỉ cần phụ trách lười biếng và cười là được. Một bữa cơm này, hai người đều thấy hơi khó tiêu. Yến Tam hợp thu dọn bát đũa, Tạ Tam ra nấu nước pha trà, toàn bộ quá trình hai người đều không nói gì chỉ ai làm việc nấy. Việc làm không nhiều lắm, chỉ thoát cái đã xong. Xong rồi thì sao? Làm gì nữa đây? Yến Tam Hợp là một người bình tĩnh, nhưng tả Tam gia thì không. Tam gia bất đắc dĩ thở dài. Sao đối với ai mình cũng có thể thao thao bất tuyệt, từ thiên văn, cho tới địa lý, nho nhã như thi từ ca phú, thô tục như sòng bạc câu lan, không gì không nói được nhưng đối với nàng. Lại không biết nói cái gì cho phải đây uống một ngụm trà, giọng nói tam gia vẫn có hơi khô. Minh Đình bảo chúng ta thương lượng bước tiếp theo phải làm sao? Không cần thương lượng, tại sao? Bởi vì hai chúng ta chẳng ai biết mọi người ở bên kia có làm việc thuận lợi hay không. Tả Chi Phi nghe cô nói như vậy, trái tim chợt căng lên. Sẽ có chuyện ngoài ý muốn sao? Yến Tam Hợp bưng chung trà lên, cười gần. Ta không sợ có chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ không có chuyện gì ngoài ý muốn thôi bùi đại nhân bên kia có chuyện ngoài ý muốn sao có đấy hòa thượng béo trường thanh đối với sự trở mặt thành thù của bùi đại nhân cảm thấy rất bất ngờ muốn ăn muốn uống đều chiêu đãi rồi muốn ngựa muốn người đều thỏa mãn rồi sao kết quả bùi đại nhân vẫn muốn điều tra tới đáy quan âm thiền tự nữa nữa chứ có bệnh à bởi vì cái gọi là dân không đấu với quan hòa thượng trường thanh lập tức bảo người đi thỉnh chuông lớn liên tục đánh chín cái Ý là muốn cho tất cả mọi người tập hợp khẩn cấp, không được chậm trễ, chỉ một lát, trong tránh điện đã chen kín các hòa thượng chọc đầu. Bùi đại nhân tự mình tỏa chấn, một tay cầm bút, một tay cầm danh sách, kiểm tra từng hòa thượng một. Tra xong thì thấy có hai mươi cái hòa thượng không ở trong danh sách. Tốt lắm, không ở trong danh sách lại điều tra một lần. Phía sau hắn, hoàng kỳ mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám phương, hai con mắt giống như hai ngọn lửa. Chân Dung phụ tử Ngô Quan Nguyệt dường như đã khắc sâu trong đầu hắn. Và phía bên kia, hai người Lý Bất Ngôn và Chu Thanh, từ lúc Bùi Đại Nhân kiểm kê danh sách, cũng đã nhân cơ hội đi tới mấy chai viện thông qua hai mé tránh điện chùa, để giải một tầng bột vôi mỏng manh. Nếu như có muốn thông báo tin tức thì chắc chắn phải thừa dịp trời tối đi đường mòn này. Trừ mấy chỗ đã giải thì trước cửa chai viện cũng giải một tầng bột mỏng nữa. Sau khi việc kiểm kê phía tránh điện kết thúc thì thời gian cũng không còn sớm nữa, các hòa thượng đều thói quen ngủ sớm, người bình thường đi vào trai viện sẽ không đi ra lại. Trai viện nào phát hiện có dấu chân là đi ra ngoài thì hơn phân nửa là có vấn đề, cần điều tra trọng điểm. Giải vôi xong, Lý Bất Ngôn và Chu Thanh lập tức chia nhau hành động. Bất kể là ở danh sách hay là không ở trong danh sách thì lúc này đều tập trung ở tránh điện, nếu như có ai đó ở trong trai phòng không dám đi ra thì cũng rất khả nghi hai người bọn họ chắc chắn sẽ kiểm tra hết tất cả phòng của quan âm thiền tự trong vòng hai canh giờ này. Có người bận muốn chết, có người lại rảnh quá trời. Tả tam gia không có chuyện gì làm, đầu tiên là ở trong phòng mình uống trà nửa ngày, ngồi không yên, lại đi dạo trong viện một lát. Trong lòng cứ cảm thấy không yên, luôn cảm thấy có gì đó sắp xảy ra. Hắn nghĩ thầm cứ thể này mãi cũng không được, chắc chắn phải thương lượng với Yến Tam hợp thôi. Vừa ngước mắt thì phát hiện gian phòng yến tam hợp chẳng biết đã tắt đèn từ lúc nào. Ngủ rồi ư? Nàng ta lại còn có thể ngủ được sao? Tả Chi Phi trong lòng viết hoa chữ phục. Yến Tam Hợp lúc này đang nằm thẳng trên giường, hai tay gối sau đầu, ánh mắt lóe sáng trong bóng tối. Không buồn ngủ. Trong đầu sắp xếp lại những chuyện điều tra được mấy ngày này. Chưa tới giờ tí, ngoài viện đã truyền đến tiếng nói chuyện. Yến Tam Hợp bật dậy, vào tới cửa mở phát ra ngoài cửa bùi tiếu và tạ chi phi đang đứng nói chuyện bùi tiếu thấy nàng đứng lên thì vừa thở dài vừa lắc đầu yến tam hợp cũng không có hy vọng quá lớn đối với hắn cực kỳ bình tĩnh hỏi hoàng kỳ đâu bùi tiếu làm xong việc của ta đi giúp chu thanh rồi yến tam hợp vậy ngủ trước đi chờ bất ngôn và chu thanh trở về rồi nói sau tạ chi phi nhìn như rất tùy ý nói thêm một câu Ngươi có thể ngủ ư, không ngủ, lấy đâu ra tinh lực đấu trí đấu dũng với phụ tử ngô quan nguyệt. Yến Tam Hợp ném một câu này xong thì đóng cửa lại. Vẻ mặt tả chi phi giật giật, thấp giọng nói với Bùi Tiếu. Đi, ngủ đi. Bùi Tiếu, ơ, ờ, sao lại ngủ rồi? Sao cũng không hỏi ta tình hình ở quan âm tiền tự? Quên đi, ngủ thì ngủ, dù sao bên ta cũng không có tình hình gì. Ai ra? Miệt chết tiểu gia ta rồi. Lúc tờ mờ sáng lý bất ngôn, Chu Thanh, Hoàng Kỳ mới trở về. Vành mắt ba người đều thâm quầng, trong mắt toàn là tơ máu. Thế nào rồi?" Bùi Tiếu không ngừng hỏi. Ba người đồng thời lắc đầu. Bùi Tiếu đặt mông ngã ngồi ở trong ghế. Theo hắn thấy thì một tối một sáng nay gần như là bày ra thiên la địa võng, thế nhưng vì sao đến một con mồi cũng không dính lưới thế này? Yến Tam hợp, làm sao bây giờ? Bùi đại nhân bị đà kích nặng nề. Yến Tam Hợp không nhìn hắn nói. Bất ngôn, Chu Thanh, Hoàng Kỳ, ba người các ngươi đừng nghĩ gì cả, đi ngủ trước đi. Ra lệnh một tiếng, ba người đều nghe lời rời đi. Yến Tam Hợp lúc này mới nhìn qua bùi tiếu bị đà kích đang biến thành một quả dưa leo ỉu xìu bên kia. Làm phiền Tam gia an ủi hắn, ta ra ngoài hít thở một hơi. Không cần, hắn sẽ tự tốt lên thôi. Tạ Chi Phi xoa xoa đầu bùi tiếu, nhìn Yến Tam Hợp nói. Ta đi với ngươi. Yến Tam Hợp nhíu mày. Yên tâm, ta đi theo phía sau, không quấy dày ngươi đâu. Tạ Chi Phi nói không quấy dày thì thật sự không quấy dày. Trên thực tế, từ lúc giải tâm ma của Yến Hành xong thì hắn đã phát hiện Yến Tam Hợp có thói quen vừa đi vừa tự hỏi. Và thích một mình, Yến Tam Hợp đi rất chậm, dường như mỗi bước đều nặng ngàn cân. Phương hướng đã sai rồi sao? phụ tử ngô quan nguyệt căn bản không ở quan âm thiên tự. Hay là còn có khả năng khác? Có một nước cờ, có thể ta đi nhầm rồi. Nàng lầm bầm lầu bầu, nhưng tạ chi phi ở phía sau lại nghe rất rõ ràng, nhịn không được hỏi. Bước nào, không nên ở nha môn chi phủ. Tạ chi phi có hơi bất ngờ, hắn vốn không ngờ Yến Tam hợp lại trả lời câu hỏi của hắn. Hắn bước nhanh lên trước, sóng vai với cô. Tại sao lại nói như vậy? Yến Tam hợp dừng bước, nhìn hắn. Thợ săn chân chính thường xuất hiện theo cách của con mồi. Tả Chi Phi run rẩy, hắn nhìn thấy biểu cảm sợ hãi của mình ở trong đồng tử của Yến Tam hợp. Lời này, lời này, sao nàng có thể nghĩ ra được chứ? Chương 130, tặng gà. Tả Chi Phi run rẩy. Không đợi hắn hỏi kỹ, Yến Tam hợp đã mở miệng. Ở chi phủ nha môn là hạ sách, ở khách điếm là trung sách trở lại quan âm thiền tự mới là thượng thượng sách. Nha môn chi phủ bảo vệ chúng ta, nhưng cũng ngăn cản bọn họ. Người đề nghị ở phủ nha là tạ chi phi. Ta không nghĩ nhiều như vậy, chỉ nghĩ chúng ta mấy người cùng nhau đi ra ngoài thì phải cùng nhau trở về, không được ai xảy ra chuyện hết, cho nên. Không trách ngươi, trong tình huống đó, chỉ cần là người, thì đều sẽ lựa chọn giữ mạng trước. Yến Tam hợp rũ mắt xuống. Chuyện bỏ lỡ không đề cập tới, xem có cách nào cứu vãn nữa không. Có sao?" Tạ Chi Phi sốt ruột hỏi. "Có không?" Yến Tam hợp suy nghĩ một đường, đáp án là không có. Bởi vì cái gọi là tận dụng thời cơ thì không thể bỏ lỡ được, lúc này lại dọn từ trong nha môn ra ngoài, thì đến kẻ ngốc cũng biết là có chuyện gì xảy ra. Mà phụ tử Ngô Quan Nguyệt tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Có thể có một khả năng hay không?" Tạ Chi Phi nuốt nước miếng. Người trốn ở chùa Quan Âm là thủ hạ của phụ tử Ngô Quan Nguyệt hoặc từng là trung bộc, mà phụ tử ngô quan Nguyệt ở trong nước đại tề, bọn họ sợ chúng ta tìm được, cho nên nửa đường chặn lại. Có khả năng này, Yến Tam hợp trần chờ một lát. Nhưng ta có điều nghĩ mãi cũng không rõ là vì sao sau khi bắn một mũi tên kia, thì người mặc áo đen đột nhiên lại rút lui. Không đợi tạ chi phi mở miệng, nàng lại tự nói. Bọn họ thiết lập mai phục, nhưng không làm chúng ta bị thương, lại không giết chúng ta, như vậy không có nghĩa là không công sao hô hấp của tả chi phi trở nên trì trệ lúc ấy hắn từng cho rằng đến trận pháp cũng bày ra rồi thì chắc chắn chỉ có chết nhưng ngoài chứa huyết chiến kia ra thì không còn sau đó nữa ngươi đang nghĩ ngờ gì thế yến tam hợp hắn hỏi nàng không trả lời ngay suy nghĩ thật lâu mới chậm rãi nói ta nghi ngờ bọn họ đang thăm dò chúng ta thăm dò ư tả chi phi chỉ cảm thấy tóc gáy cả người dựng thẳng lên thăm dò chúng ta ư chúng ta có gì để thăm dò? Không biết. Yến Tam Hợp cúi đầu nhìn mũi chân mình, đáy mắt tràn đầy thất vọng. Không phải chỉ có bùi tiếu chịu đà kích sâu sắc, nàng thậm chí còn chịu đà kích lớn hơn, bởi vì kế hoạch một sáng một tối là nàng nói ra. Vì vậy, trách nhiệm của nàng là không thể tránh khỏi. Ánh mắt tạ chi phi xẹt qua lông mi rủ xuống của cô, trong lòng không hiểu sao dâng lên sự đau lòng khó tả, bàn tay cũng theo bản năng muốn xoa xoa cái đầu đang bất lực cúi xuống phút chốc, Yến Tam Hợp ngừng đầu, ánh mắt sắc bén. Làm gì đó? Lại muốn đùa giỡn hả? Tam ra dù sao cũng ra dày thịt thô. Trên tóc người có con ruồi, ta giúp người đuổi thôi. Ta thấy người mới là con ruồi kia thì có. Yến Tam Hợp khịt mũi khinh thường một tiếng, vừa muốn quay lại thì cách đó không xa bỗng chuyển đến tiếng quát lớn. Lúc này, nàng mới phát hiện hai người bất chi bất giác đã đi tới cửa phủ nha. Người nào, sáng sớm đã xông vào nha môn đi ra đi ra đi ra ngoài quan ra ta tìm chu đại nhân ta đến đưa hai con gà mái cho ngài chu đại nhân còn chưa lên phủ nha ở bên ngoài chờ đi ra ngoài mau ra ngoài đừng đẩy chứ ui chao ta đi đứng không tốt quan ra buông hắn ra nhà dịch xoay người nhìn thấy là tạ chi phi thì cười sao vậy tà ca ngươi biết ông lão này à ừ đã từng gặp rồi Tả Chi Phi vung tay, ném hai lượng bạc vào trong tay nha dịch. Ta mang ông ấy vào trong trước, ông ấy lớn tuổi rồi, hôm nay lại nóng như thế, nếu để xảy ra chuyện gì để Chu đại nhân biết thì coi chừng lấy ngươi ra chút giận đó. Nha dịch vừa được bạc, vừa có thể làm việc tốt trước mặt chủ nhân, còn có thể nể tình Tả ca thì cớ gì lại không làm chứ? Cũng không biết sau khi nể tình này rồi, lúc Tạ ca mời rượu có mang hắn theo không đây. Ông lão trong chờ đi bên hông lão hán đeo hai con gà, kích động nói cảm ơn tạ chi phi. Tiểu ca thật tốt bụng. Tạ chi phi cười. Ông chủ, không nhớ ta sao? Ngươi là... Lão hán nhìn hắn, lại nhìn yến tam hợp, lắc đầu, tỏ vẻ không nhớ rõ. Chúng ta nói chu đại nhân là trộm, ngươi tức giận muốn tìm chúng ta đánh nhau đó, quên rồi à? Ồ, ta nhớ ra rồi. Lão hán trừng mắt. Về sau cũng không thể nói bừa nữa đó, chu đại nhân là người tốt. Vâng, vâng vâng tuyệt đối là người tốt tả chi phi đi thôi ta dẫn ngươi vào nội đường chờ rót cho ngươi chén trà lạnh uống ngươi cũng là người tốt ta nhìn ra được lão hắn cười hề hề ta sống hơn nửa đời người chưa từng nhìn lầm đâu bây giờ ông nhìn lầm rồi đó người thật sự muốn giúp ngươi là cô nương nữ cải nam trang bên cạnh ta kia tả chi phi nghiêng mặt ra hiệu cho cô nương kia đây là ý bảo nàng đừng đến quá gần trên người ông lão này có mùi phân gà và khói bếp. Con gà bị trói bao lâu rồi? Tạ Chi Phi có chút tò mò. Có ngạt chết không? Ta ra ngoài bao lâu, thì con gà này bị trói bấy lâu. Tiểu ca ngươi yên tâm đi, gà ta nuôi có trói ba ngày ba đêm, thì mở ra vẫn sống nhân răng hà. Ra khỏi nhà lúc nào thế? Giờ tí ba khắc. Tạ Chi Phi chấn động. Đi ba canh giờ, chỉ vì đưa cho Chu đại nhân hai con gà sao? Ông não vẫn cười hề hề. Tặng một con còn một con không phải của ta thế thì của ai bà Kim của thôn chúng ta ông lão thao thao bất tuyệt Chu Đại Nhân đã lâu không tới trong thôn câu cá bà Kim bảo ta mang con gà tới để bồi bổ cho Đại Nhân lời này nói không đầu không đuôi không logic câu cá thì có liên quan gì đến bồi bổ chứ Tả Chi Phi càng tò mò Chu Đại Nhân thường đến thôn các người câu cá ư ừ, đúng vậy tại sao chứ Tiểu Ca à lời này của ngươi hỏi đến điểm mấu chốt rồi đấy ông lão kiêu ngạo lắm đó là bởi vì cá trong thôn chúng ta ngon hơn cá nơi khác tươi lắm luôn tạ chi phi vừa nghe lời này thì càng thấy khó hiểu vậy kim lão thái bà tại sao phải bồi bổ cho đại nhân vì đại nhân vất vả chứ sao đại nhân vất vả liên quan gì đến bà ấy xem ngươi nói kìa ông lão xem thường hắn nói bà kim mấy năm trước nhiễm bệnh là chu đại nhân bỏ tiền ra để bà đi khám đó con trai già không cưới được thê tử, cũng là Chu đại nhân giúp cưới được. Đại ân nhân đó, ngươi xem có liên quan không? Tả Chi Phi lần này là thật tâm thật ý cảm thán. Cách Chu đại nhân làm qua, thật đúng là làm cho người ta bội phục. Ông lão vừa nghe lời này, quả thực còn đắc ý hơn cả khen con trai hắn có tiền đồ. Nhìn con gà này xem, có béo không? Ừ, béo thật. Tả Chi Phi thuận miệng ứng phó một tiếng, đi nhanh vài bước thấp giọng dặn dò tiểu nha dịch canh giữ cửa chính vài câu, lại tiện tay nhét chút bạc. Tiểu nha dịch nhìn ông lão một cái. Tà ca, trên người lão có gà nên không vào nội đường được, ta đưa cho lão cái ghế dựa, rót chung trà, ngồi ở bên ngoài có được không? Được, tà ca tốt bụng quá thì tốt, nhưng nếu ai cũng cho vào thì nha môn chúng ta loạn mất thôi. Sao, còn có người khác tặng gà cho đại nhân nhà ngươi sao? Gà nè, cá nè, trứng nè gì cũng tặng luôn, Kỳ quái nhất còn có người dắt châu đến. Tiểu nha dịch hạ giọng, ngón tay chỉ lên trời. Ích lợi gì đâu, người cấp trên ai biết được những thứ này. Rồi sẽ biết thôi. Tả chi phi vỗ vỗ vai tiểu nha dịch. Đi thôi, mang cho lão một cái ghế. Tiểu nha dịch vui vẻ chạy đi. Tả chi phi dặn dò ông lão vài câu, mới trở lại trước mặt Yến Tam Hợp. Có tính là tiến Phật đến Tây Thiên không? Yến Tam Hợp bĩu môi. Đưa đến Tây Thiên hay không cô không biết, cô chỉ biết một chuyện, thời buổi này có tiền có thể khiến sai ma khiến quỷ mà thôi. đi thôi, minh đình còn đang chờ. yến tam hợp, ừ, một tiếng, bình tĩnh mà xem xét, tạ tam gia quả thực rất giỏi đối nhân xử thế, chỉ là cô chợt nghĩ đến điều gì đó. yến tam hợp dừng bước, đột nhiên xoay người nhìn trầm trầm ông lão kia. phần này đến đây là hết, mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn